Giới tướng bát quan trai giới Đây là giới tướng đức hạnh của bát quan trai giới Vậy quý Phật tử hãy lắng nghe cho kỹ Để sống một ngày một đêm cho trọn vẹn Khi đã hứa khả thọ giới Giới tướng bát quan trai giới gồm có một Giới thứ nhất Cấm sát sanh 2. Giới thứ hai Cấm tham lam trộm cắp 3. Giới thứ ba Cấm dâm dục 4. Giới thứ tư Cấm nói dối 5. Giới thứ 5 Cấm uống rượu 6. Giới thứ 6 Cấm trang điểm 7. Giới thứ 7 A. Cấm nằm giường cao rộng lớn 8. Giới thứ 7 B. Cấm ca hát và nghe ca hát 9. Giới thứ 8 Cấm ăn uống phi thời năm giới cấm đầu xin quý Phật tử hãy vui lòng đọc lại ngụ giới cấm Trong phần 1 Thọ Tam Quy Ngụ Giới nhưng giới thứ ba trong ngụ giới cấm là giới cấm tà dâm Còn trong bát quan trai giới thì giới cấm thứ ba là giới cấm dâm dục